ông là thế này. Anh Duy nhỉ, hôm nọ Long tư vấn thì cũng chưa cụ thể lắm, anh có thể tư vấn cho em một chút thêm không? Ấy mua cho bạn này đúng không? Mua cho bạn này, hôm qua là xem. Hôm qua cũng xem qua rồi đúng không? Cũng chỉ đang vào giá, chưa biết về máy móc như thế nào hay là kết nối ra làm sao. Đối với TV này sẽ được bảo hành trong vòng là 2 năm. Cái đầu tiên mà lỗi nhà xuất là bên mình sẽ đổi cho bên bạn TV mới. Dạ. Mà đối với là lỗi nhà xuất, ví dụ như là loa này sổng này, giúp mình có tác động cho con người ta cuối cùng là trước con này này luôn. Này, cầm nhé, hóa đơn tất cả mọi thứ, mọi cái ở đây hết. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Thì hiện tại là bây giờ anh em mình sẽ vào Yên Máy Xanh ở Vĩnh Yên Minh để chọn một chiếc TV phù hợp với lại khoản tiền và thích hợp với lại gia đình của Thành. Thì không biết là bây giờ mình mua một cái TV vào nhà Thành thì Thành có lắp được luôn, kết nối được cái đầu chảo lên không? Em đầu chảo phía trước em sẽ thì đường bây giờ là thiếu mỗi dây chảo không tới. Thiếu dây chảo à? À thế bây giờ ở cái TV nhà mình là còn dùng cái chảo đấy không? Có. Là vẫn đang dùng cái chảo đấy bình thường thôi gì? Thế còn cái đầu của nó không xe được, không có cái đầu khiển. Hả? Không có cái đầu khiển. Không có điều khiển á? Thế bây giờ là mình cần những cái gì để kết nối được cái TV này với lại cái chảo của em để xem được nước nếu mà mua được TV thì mua được TV thôi. Mua TV trước thôi. Thì có con nào để cho xính hai cái đầu chảo này, bây giờ xính làm cho anh thấy. À xính cho Thành một cái đầu chảo rồi. Bây giờ là tí nữa mình sẽ mua một đoạn dây nữa đi. Vâng. Không biết ở đây có không biết loại nào luôn, Thành biết cái loại nào không? Biết gì? Cứ không cái này mà nó kết được alpha đấy, đầu đấy. À giờ thì tí nữa xem loại nào hợp lý thì mình mua nhé. Ok, bây giờ mình vào đây trong này xem thôi. Nhờ các anh tư vấn nhé. Chào anh. Chào anh ạ. Là mà ra em không? Cảm thấy là hay gì đấy? Vâng ạ. Vâng. 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 Long tư vấn thì cũng chưa cụ thể lắm, anh có thể tư vấn cho em một chút thêm không? Ấy mua cho bạn này đúng không? Mua cho bạn này, hôm qua là xem. Hôm qua cũng xem qua rồi đúng không? Cũng chỉ đang vào giá, cũng chưa biết về máy móc như thế nào hay là kết nối ra làm sao. Ở đây thì mình biết định xem mình có trình bày xong mỗi TV của bạn đi. Ở đây thì mình có một số dòng như là dòng hè của những thiết bị của PC, dòng này thì cũng được khác hơn. Ưu điểm của những dòng này nhất là giá thành nó vừa tầm. Thứ hai là có cả các đúng các mình có thể sử dụng để hoàn mãn cái điều về giá thành thì mình thấy giá thành bây giờ so với so trước thì TV nó rẻ rất là nhiều, bởi vì ngày trước để một cái TV 32 mà có tính năng thông minh này nó phải rơi tầm 7-8 triệu, nhưng bây giờ thì giá thành của nó là mình thấy rất là ưu đãi đấy. Cho mình hỏi chút ấy, ở nhà mình có lắp đầu chảo gì chưa? Em có cái đầu chảo, có sẵn đầu chảo đúng không? Nếu như mà xem truyền hình những cái này thì mình cũng nên lắp đầu chảo vào cho nó ổn định đấy. Bây giờ cũng không được nét cho nó, nhưng mà đầu nào thì nó ổn định hơn mình. Nếu như mà giữa hai dòng này, nó ngoài là có ổn thì xem có cho bạn tải. Nếu như mà giữa hai dòng này thì cá nhân mình khuyên bạn nên lấy dòng của cái ổ copper này hơn. Bởi vì cái ổ copper này nếu như mà xét về ngoại hình ấy, thì cái này có thể mẫu mã đẹp hơn. Đấy, không có tiền mà thành. Nhưng mà nếu như mà xét về tính năng thông minh ấy, cũng như là màu sắc thì cái mẫu copper này nó sẽ sáng màu hơn rất là nhiều. Thì sẽ được cần gửi bạn đến xem. Thích cái nào hơn? Hôm qua mình xem mình làm cái này thì nó kết nối được wifi, cái bên này nhưng mà không kết nối được, vì sao chênh lệch nhau có 100.000 thôi. Cũng từ một khu đoàn rồi là sẽ lấy cái đắt hơn 100 thì tính năng nó sẽ có nhiều tính năng hơn và mẫu mã nó như nhau, đều là 32 inch đấy. Trải nghiệm cho máy tên là gì đấy? Thành.
Mình nhà đâu ấy? Em ở trên khối sản. Khối sản? Vận chuyện. Và trên vận dụng. Bây giờ bên này thì mình sẽ lấy ra lấy trong bộ. Và sau là nó có tận nhà cho mình. Đây là cái năng tư vấn quan trọng của nó. Nó để sử dụng vào có YouTube. À, mẫu này thì mình có thể xem cả truyền hình. Thì hôm qua cũng xem rồi thì là mình quyết con này đi. Đắt hơn có 100.000 thôi nhưng mà tính năng sẽ nhiều hơn nhà anh Duy nhỉ? Đúng rồi, nó hơn và... một cái. Thứ nhất đó là phiên bản mới hơn, là một cái thứ hai màu sắc nó hơn và đặc biệt là tính năng thông minh của nó. À. Độ ổn định thì mình lấy cái tư thế của Copper thì nó khá là ổn định. Và trên này thì là lựa chọn thương hiệu này khá là nhiều. Bây giờ là mà em mua xong là em là không biết có ai hỗ trợ. Có, bên mình sẽ có người giao hàng rất là tận nhà cho mình. Cái này thì sẽ có hóa đơn đầy đủ cho mình. Dạ vâng. Thì giá nó là như này luôn đúng không anh? Đúng không? Giá của nó là 5, giá gốc của nó là 5.990. Trong đợt này nó được tiền mãi thì nó sẽ giảm giá cho mình là còn 4.690. Giảm giá là hơn triệu rồi. Đúng rồi, triệu 3 rồi. Và thứ hai nữa dịch vụ bảo hành lắp đặt các thứ năm là miễn phí. Bảo hành thì nó như nào anh, chính sách của nó là như nào? Đối với TV này sẽ được bảo hành trong vòng là 2 năm. Tháng đầu tiên mà lỗi nhà xuất là bên mình sẽ đổi cho bên mạng TV mới. Dạ. Mà đối với là lỗi hạ suất, ví dụ như là loa này sọc này, giúp mình không có tác động cho con người chúng ta cần thiết được. Vâng. Thì thứ hai trở thì bên mình vào hãng các cô sẽ đến tận nhà để bảo hành cho mình. Vâng. Có vấn đề gì mình cứ báo lên tổng đài bên mình sẽ có người trực tiếp đến bảo hành cho mình. Đấy, bây giờ là hôm nay bọn em mua là chắc là sẽ có một anh hỗ trợ vào cùng đăng đặt mình sẽ có anh. Người đến tận nhà vào cùng có mất thêm phí tá này không anh? Thứ nhất là bên mình sẽ giao hàng lắp đặt là trong bán kính 50 cây mà không mất phí gì cả. À vâng. Đây từ đây vào là khoảng 30 cây thôi. Đấy là gần như bên mình mặc định là sẽ giao hàng miễn phí ở trong khu vực bên mình hết mà. Thế thì mình ở trong đấy là thuộc xã Mộ Duệ. Vâng. Xã Mộ Duệ. Rồi là người các cô Phương Mết là họ là cũng mua một cái xe máy ở bên Đức Hải rồi. Hôm nay là tiếp tục là cô sẽ mua cho một chiếc TV là một cô khác. Cả điều kiện cứ giúp đỡ gia đình hoàn cảnh mình. Rất là nhiều người yêu mến. Thì bây giờ là con này là có một con 7 ở đây thôi phải không anh? Hay là muộn. Nếu lấy là mình sẽ lấy cái mới trong hộp ở trung tầng cơ. Mình có 7 con lớn ở trên hộp trong hộp trên tầng. Vâng. Mình sẽ lấy xuống cái mới trong hộp. Vâng. Và xuất hàng ra, xuất hàng theo email TV và sẽ có hóa đơn đầy đủ cho mình. Dạ. Anh ấy này có vợ chưa? Có anh. Có mấy cháu rồi? Anh có hai con rồi. Hai con rồi. Anh Duy là trước là chắc lâu rồi cũng không thấy em bên này đúng không? Em là nghỉ bên này được 86. Anh là cũng chưa chuyển đâu nha. Hôm nay thì mình có thêm cái phần quà tặng cho anh ấy, được thêm cái bình nước để gia đình có thể đựng nước ấm, với cả là nước lạnh cho mùa đông này. Quà khuyến mại. Quà khuyến mại của bên gia đình tặng cho anh, tặng thêm cho mình. Thế là bây giờ con cần quà của anh, cũng không ghi nhiều những tấm lòng của em. Tốt quá. Mua quà gì, mua thì gì. Cái này thì sẽ bảo anh cái số của anh ấy nhé. Bởi vì sau này có bảo anh lấy hết số của Thành ấy. Hóa đơn thì sẽ có đầy đủ cho mình. Để cả trường hợp mình cần hóa đơn công ty, hóa đơn giá trị gia tăng thì mình có hết. Nếu trường hợp thì mình cần. Còn nếu con thì mình sẽ in cho bạn bên cạnh hóa đơn của mình xuất tăng. Thế thì cho mình xin suy nghĩ. Vâng, anh 035 035 95 là anh Thành đúng không? Thành. Anh Thành. Địa chỉ nhà mình ở đấy là thuộc là thôn gì không anh? Thôn Khôn Sản. Thôn Khôn Sản. Khôn Sản. Khôn Sản. Khôn Sản như thế nào? Khôn Sản. Khôn Sản. Sản. Xã Mộ Duệ, gần bên mình tỉnh Hà Giang đúng không? Thì em đến sắp xếp để cho người đi cùng mình và lắp cho mình luôn nhé. Vâng. Cái này ở nhà mình ý, mình có lắp giá treo tường không? Hay là mình để lên bàn như này? Nên bây giờ là nhà em thì chắc cho bàn thôi. Thì nữa sẽ mua thêm cái bàn cho mình. Bàn bọn em đã sẽ lắp cho mình. Bàn thì bên em không có bán. Cái kệ này chắc phải sang cái chỗ khác xem nhá. Mình thế bây giờ là chốt cái này nhá. Vâng. Ý kiến gì không? Không anh. Vui không? Rất là vui. Bố mẹ biết chưa? Chưa biết. Vẫn biết là con sang đây rồi. À dạ, rồi được rồi. Thế bây giờ là nhờ anh Duy là hộ em nhá. Vâng. Chốt cái này thì là mình muốn thanh toán tiền ở nhà hay là mình muốn thanh toán ở quầy? Em thanh toán đây. Thanh toán đây xong tí nữa anh em hộ em lắp à. Được, cái đấy là toán đồ mình sẽ sẽ cho các bạn mình tầng lưỡi hàng luôn để giao cho mình luôn. Thế hội em nhé. Mình con này chắc là một cái tính. Anh ấy. Giờ là anh em sẽ đi lấy hàng các bạn chị ạ.
Thì nó được lấy đi luôn chứ anh? Có, thì mình sẽ gửi cho Thành, cho bạn ấy luôn. Em gửi. Không, mình gửi Thành tờ hóa đơn. Chờ một chút mình sẽ gửi cho Thành hóa đơn đi cái luôn. Xanh thì là đấy, các anh chị nhân viên rất là nhiệt tình. Thứ hai là cái dịch vụ lắp đặt thì thường là đến tận nhà của anh chị ạ. Ngoài cái cửa hàng điện máy ngoài người ta vẫn bán, thậm chí là giá có thể là sẽ chênh lệch hơn, nhưng mà khi mình mua ở đây rất là nhiều khách là sẽ chọn như là siêu thị lớn, như là cửa hàng điện máy lớn, chế độ phục vụ khách hàng và rồi sẽ tốt hơn. Ôi, nó làm gì đấy? Có khi mình chuẩn bị cầm cái TV rồi sắp xếp người đi vào cho thấy. Cái kia là để trưng bày thôi à? Đúng rồi, đấy là TV để hàng xem là trải nghiệm. Còn cái đấy là mình lấy trong hộp. Thế mình gửi đây là hóa đơn không có tiền của Thành. Sau hộp cái hàng là không có mặt. Và hai đứa đi kèm nó là TV. Đây là mấy cái khuyến mãi mua kèm của bên mình nữa. Như là mua máy nước thì giảm giá đến 3 triệu, mua bếp điện tử giảm giá đến 6 triệu. Còn đây là hóa đơn thanh toán bên dưới là bao gồm số tiền đã thanh toán còn không đồng. Dạ, để sẽ chuẩn bị thì sắp xếp người với hàng hóa là dạ, chuẩn bị. Mình có về luôn không hay đi mua kệ gì nữa? Đi, bây giờ đi mua... Dạ, đi mua kệ nhà. Nhưng mà phải mua dây. Dây lên không thì trên chảo xuống đây kết nối để chảo xuống đầu anh đó. Đấy, thì bọn anh không bán rồi. Cái thứ hai vẫn chảo nhà mình ấy. Cái dây từ nối từ chảo, từ trên chảo bên trên xuống chảo bên dưới à? Vâng. Nhưng mà cái dây đấy mình có chụp ảnh hay là cầm theo để cho mình có lắp? Nhưng mà bây giờ đi mình có nhớ không? Không, cái lúc bạn về không vừa hay là mình... Cái lại đầu mà nó kết đường mạng. Đường liên kết đường mạng á? Đúng rồi, nó giống như dây wifi. Ừ. Không giống như cái dây như là cái đầu thắt từ bên gì đấy. Không có chuyện đấy được, chắc là đấy xong. Không có thì bên mình mà vào trong đấy hỗ trợ được cái gì thì mình hỗ trợ nhé. Thế bây giờ để mình đi chuẩn bị TV rồi những thứ còn... Chà yêu. Anh em chờ chút nhé. Thưa bây giờ là em lấy TV xong là... Để mình lên mình lấy TV luôn. Anh từ chỗ mấy lâu nãy?
gặp Dung khổ quá. Dạ. Hôm nay mới gặp Dung. Sắp cưới rồi. Hôm nay là đi mua TV hôm nọ hỏi em đấy. Thì là mua cho anh này. Hôm qua ra thì không gặp em. Ra gặp Long phải không? Gặp Long. Long tư vấn như một chàng. Cuối cùng là trước con hôm nay lấy luôn. Em chào chú. Này, cầm nhé, hóa đơn tất cả mọi thứ, mọi cái ở đây hết. Em là từ là ca chiều à? Em đi cỗ nhỉ? Hôm đấy em nhỉ? Xinh gái điện máy xanh yên minh. Bây giờ là anh em mình đang đợi lấy TV nữa, là chắc có lẽ là sẽ đi mua thêm một cái kệ vừa cái TV đấy. Cái đấy thì Thành sẽ thích mua cái kệ như nào, cao hay thấp, hay là bình thường là họ chỉ có một cái mẫu chung, xem một cái nào hợp lý thì mình lấy. Và cái thứ hai sẽ là mua dây kết nối, bởi vì tí nữa các anh vào hỗ trợ mà không có dây thì chắc có lẽ là sẽ không làm được. Thì mình cứ đi mua vài mét, bao nhiêu mét thì đủ? 15 mét. 15 mét à? Ok, 15 mét. Thì tí nữa chắc có lẽ là sẽ đi lên đồ trên này có một quán đồ điện máy. Đấy, anh em mình sẽ lên đồ mua. Tiền thì Long là bây giờ đã thanh toán đủ hết rồi các bác. À, anh Duy anh đang tuần đời ở đây là một cái bình nước, ông trông cũng rất là đẹp luôn. Đây là TV của mình. Mình lấy xong là lấy TV mới trong bộ. Còn đây là cái bình nước thì bên siêu thị em, phía siêu thị em thì mỗi người tặng cho mình. Mình có thể sử dụng được ở trong mùa đông hoặc là trong ngoài này, có thể đảm giữ một tốt luôn. Rất là trân trọng của siêu thị. Hôm nay mình tặng cái nhé. Vâng. Hôm qua là mình tặng rồi. Xong hết rồi anh Duy nhỉ? Mình sẽ hóa đơn xuất kho và cho gửi cho mình luôn. Cái này mình có thể bảo hành trên toàn quốc nhé. Bất kỳ điện máy xanh chỗ nào mình sẽ bảo hành cho bạn. Sẽ phần quà kèm theo đây cô bác chị. Một cái bình giữ nhiệt trông rất là hoành tráng. Giá đây là 400.000 đồng nữa. Cái này bán lẻ 400.000 này. Một món quà đi kèm chỉ duy nhất có trong ngày hôm nay. Cái này là phần quà tặng cho anh Thành. Không biết gì, có nhiều lắm, tôi có một em. Mình có chút nhé, em sẽ đặt chút qua rồi chuẩn bị cho mình. Nhiều giấy tờ thế không? Thế thôi là kiểu sắp kho. Thế thì mình sẽ cho vào cuốn đơn mua hàng những siêu thị và là lớn, cô anh chị rất là yên tâm khi mà cái giá cả các sản phẩm ở trong đây thì đều rất là minh bạch và rõ ràng, nên là số tiền mà anh em đi mua cũng như là chi tiêu ra thì cô anh chị hết sức là yên tâm, bởi vì các công ty và các siêu thị người ta làm việc rất là chỉnh chu, không thể nào mà sai được một đồng cô anh chị ạ, nó không như các cửa hàng ngoài đấy, nên là cô anh chị và tất cả mọi người yên tâm là không luôn làm chuẩn chỉnh nhất có thể. Thành hôm nay là được thay chó à? Được chưa? Đấy, lớp 1 thôi. Cảm ơn anh em nhé. Để nó bị sắp xếp, anh em thích mua hàng. Cái này em để đây nhé. Nếu mình thích mua hàng thì cao cho mình luôn. Thì cảm ơn anh em nhé. Có gì là nếu mà không liên hệ được, anh có thể liên hệ vào. À, đúng rồi. Mình sẽ viết thêm số điện thoại của...
Đi với anh Thành về luôn à? Vâng. Có đi đâu không? Bây giờ mua xong là về luôn. Chắc là đi tìm cái kệ về mấy. Thế là anh em mình tìm kệ xong thì qua đây mình ở mình một tiếng để các bạn đi cùng luôn nhé. Okay. Đi tìm được cái là Thành trở kệ thấy được rồi nhá. Có các anh vào hỗ trợ rồi. Okay. Anh em về nhá. Vừa rồi là anh em mình vừa đi tìm cái kệ nữa, nhưng mà giá thì nó đắt quá, không trong phạm vi tài chính. Thế cho nên là sẽ tặng về dùng tặng cái kệ hiện tại đang có ở nhà anh Thành đã. Và bây giờ là mua thêm một cái đầu chảo mới về để kết nối chảo và đầu chảo có thể xem được các kênh trên truyền hình các bác. Đấy thì khu nhà em Thành sẽ không có mạng wifi, thế nên là chỉ có một cách bằng mắt sóng và anten đúng không anh chị? Thì có những video sau khi vào không có thời gian thì em sẽ tiếp tục là ghi cái chảo nó cũng khoảng 4 phân. Dây 20 mét. Đó là cái dây này đó là tốt. À, dây này. Bởi vì cháu không biết về đồ công nghệ cái đồ này lắm. Thì nữa thì chắc sẽ có các anh vào hỗ trợ cùng. Chiều chắc có lẽ là vào đến nhà Thành 5 giờ hơn đi, tính sông xanh 5 rưỡi là không biết là các anh bên điện máy xanh là kịp thời vào hỗ trợ không. Nhưng mà về bây giờ nếu mà không có ai hộ thì có biết lắm không, nếu mà đủ dây thì em biết lắm cái tivi kia chụp cái tiết bật máy không biết được cái gì. Không sao, bọn cháu mua cái điện máy xanh mà có nhân viên vào hộ mà. Cái này là chắc là chú sẽ cài hộ đấy rồi đúng không? À đang cài đây à chú? Đây sẽ cài đặt hết vì là Thành việc lắp ghép những cái cuối đó. Đây là xem được kênh VTV1 chú nhỉ. Và các kênh Hà Giang nhỉ, một kênh Hà Giang. Đây là con giò nó đến được đến 30, hay như nó rơi vào khoảng độ 90 kênh. 90 kênh. Thoải mái, không cũng xem hết rồi. 90 kênh. 90 kênh thực sự là buổi tối bố mẹ Thành xem. Đúng rồi. Thành thì không có ông bà nhỉ. Vâng. Ông bà thì thường người già, nhà người già hay xem, chứ đội này cũng đi làm hết. Buổi tối về thì ở xóm thì ngủ sớm lắm. Đúng rồi, trong xóm họ đi ngủ sớm, mai còn từ sớm đi làm. Đúng rồi. 3, 4, 5 giờ đã thấy dậy rồi. Kênh VTV1 thì là đã xem được thời sự tất cả mọi thứ rồi. Chú ấy đang cài chưa? Chắc xong rồi chú nhỉ? À đang à, vẫn đang chạy xanh xanh nhỉ? Cái làm không?
xuống luôn. Ngày là cứ mày mòi mò đồ không có. Cái là đồ đôi gì? Vâng. Không thiếu gì đâu. Hôm nào em thử xay chứ? Không, lướt xe xong là dây ấy đổ đi mình cũng lắm. À, nhưng mà cái chả đấy vẫn dùng ok. Cái đầu bây giờ nó thiết kế nhỏ gọn rồi. Chả ngoài. Đầu bây giờ rất là to. Bây giờ thiết kế nó chỉ là 1/3. Có rồi. Cháu xin cái túi. Mày còn chưa bảo. Bỏ về em bảo. Tổng thanh toán cho cháu. Hai mươi mét này mà đi sáu mươi nghìn. Ôi giời. Nếu mà tình đua người ta có thể ngay thật. 465 không có mà và cái đỏ quân sản quân sản sản đi ra có cái đường sắp đến văn rồi cháu đi đây cảm ơn các cô nhé. Sau một buổi chiều vừa là mua TV vừa là đi tìm mua kệ, nhưng mà có lẽ là kệ đắt quá thì anh em mình sẽ tiếp tục tìm hiểu, và có bởi vì nhà Thành là vẫn đang có một kệ dùng được đúng không, thì là Thành cũng tiếp tục về lắp ghép nhé. Đấy thì món quà ngày hôm nay là mua gửi tặng cho Thành đấy, một chiếc TV là mua là 4.690.000 và mua đầu chảo cũng như là dây kết nối thì vào là 465.000 nữa. Thì xem là tổng lại hôm nay anh em mình đã chi tiêu đi bao nhiêu. TV là 4.690.000 này cộng với lại 465.000 thì là 5.155.000. Mình có mua gì thêm nữa nhỉ? Không mua gì thêm nữa. Rất là cảm ơn cô Đoàn đã tiếp tục là qua những cái sự yêu thương dành cho em Thành. Thì là Thành vừa rồi là vừa nhận được chiếc xe máy Honda từ cô Trang ở Mỹ. Hôm nay là tiếp tục gia đình Thành nhận được một món quà là một chiếc TV. Đấy thì có những cái vật lý mà không đã trình bày ở những cái video trước đấy, thì hôm nay là tin vui cũng đã được đến với gia đình. Bây giờ là các anh nhân viên điện thoại xanh đã chở hàng TV của Thành đi vào rồi. Đấy, tí nữa là vào này. Có lẽ là Thành vào sau thì vào nhanh hỗ trợ các anh đấy. Xem là bởi vì mình vẫn cần thiết là mang cái chảo này với lại cái dây điện này vào mà. Đấy, còn không thì sẽ không đi theo Thành và những anh chị ạ. Bây giờ là trời là sắp tối, một phần là sức khỏe không đang có một chút vấn đề thì con sẽ không đi Thành nữa. Nhưng mà tới ngày là nếu mà vào thì sẽ quay cho cô bác anh chị xem chiếc TV mà nhà Thành phát và vị trí nó như thế nào, và cô bác anh chị tiếp tục theo dõi. Ngoài cái món quà này thì là cô Đoàn cũng trực tiếp là ủng hộ cho 3 triệu tiền để mua 2 con lợn giống cho em Sĩ đó. Sau khi là nhận được tiền thì Tâm sẽ cái 3 triệu này sẽ gửi trực tiếp cho Thành, nhờ Thành và mẹ Thành đi chợ để kiếm cho em Xính 2 con lợn giống, có thể là trong cái số tiền đấy tốt nhất và khỏe nhất có thể nhé. Thì lại nhờ Thành, bởi vì là
Tâm sẽ không trực tiếp đi vào đấy, hơi xa. Khi mà mình vào vào muộn rồi thì sẽ không mua được những con lợn nó đẹp nhất có thể. Thì cái số tiền này chắc là sẽ trao ở đây luôn thôi. À, chị cũng là một cô đoàn đó. Ngoài đường nó hơi mất bất tiện và ồn ào, mong các bác chị sẽ thông cảm cho tâm. Đây có một 2-3 triệu. À, giữ cẩn thận nhé. Đây là Tâm đã trao 3 triệu rồi. Của tấm lòng của cô đoàn gửi cho cả Tính, Xính cả Thành thì hôm nay Tâm cũng đã làm cầu nối, rất là cảm ơn cô đoàn rất là nhiều. Anh về sẽ đi mua lợn sớm. Vâng. Cố gắng nếu mà đến sớm được thì càng tốt, nhưng mà không thì ra chợ mua vừa được chọn nhiều, vừa là giá có thể là sẽ rẻ hơn ở chợ. Bởi vì như mình đi ra hộ gia đình thì giá sẽ đắt hơn. Tóm lại là cứ mua đi, rồi là khi nào mà xong xuôi thì có thể là alo cho Tâm và sẽ vào ghi hình để cô ba anh chị cũng biết, cũng như là cô đoàn cũng biết. Thì một lần nữa cảm ơn cô đoàn rất nhiều. Chúc cô và gia đình cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều niềm vui may mắn trong cuộc sống. Thành cảm ơn cô công. Em chúc cô gia đình mình khỏe và cũng cảm ơn cô đoàn rất nhiều vì đã hỗ trợ cho 3 triệu để em mua lợn cho Sánh. Những ngày tới thì em sẽ đi tìm ở chỗ xóm với ai có lợn vì giá tiền thì cháu đi mua cho Sánh, nhưng mà không thì để anh ấy chợ cháu sẽ đi ra chợ mua cho Sánh ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô TV nữa. Cảm ơn cô hôm nay đã mua cho cháu cũng một con TV rất là đẹp. Cháu rất là cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ thì các anh cũng đã đi vào rồi thì vào cùng các anh nhé. Vâng. Và cùng các anh bên điện máy xanh thì các anh hỗ trợ các anh làm nhanh nhất có thể nhé. Vâng. Còn là tối là các anh ra đây cũng muộn, bây giờ đi đi nhé. Vâng. Bên máy xe rồi đi đi nhé. Vâng. Thế thì cũng xin phép khép lại cái video này tại đây thôi. Một tin vui nữa đã đến với em Thành và em Xính. Thì qua cái sự cầu nối của Tâm, rất là cảm ơn cô đã tin tưởng và dành một sự yêu thương cho cả Tâm, Kênh và như là cả em Thành, em Xính. Không biết nói gì hơn, cảm ơn cô và chúc cô luôn mạnh khỏe. Tôi xin phép khép lại video này tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.